Hai mọi người ơi, sáng nay là sáng thứ bảy, 30 tây tháng 7. Muốn báo một tin thiệt là buồn cho mọi người nha. Cái táo của mình vậy mà sắp nó tới nó ăn không còn một trái mọi người ơi. Làm sao mà nó hái không còn một trái, mọi bữa mọi người thấy không? Trái chùm mà giờ nó hái nó ăn sạch bách không còn một trái mọi người. Oh my god. Trời ơi, nó ăn sao mà không còn một trái nào mọi người. Coi lá rụng đầy luôn nè. Ăn sạch bách luôn mọi người ơi. Hộp ở đây, dưới đây nè. Oh my god. Nó ăn mà rụng lá, rụng đồ mà lá. Mà không, nó không để lại một trái nào cho mình luôn mọi người. Còn một trái đây thôi. Nè mọi người thấy không, nó ăn mà còn một miếng. Treo lủng lẳng trên cây vậy nè. Mà sao nó không chừa một trái nào hết á. Mình hết hồn luôn á mọi người. Hôm qua còn trái lủng lẳng, mình nghĩ chắc nó không dám ăn hết. Mà bây giờ nó vô ăn sạch bách không còn trái nào. Này là nguyên một đàn sóc luôn á mọi người. Tức chết luôn à. Lần trước các bạn thấy cây táo của mình nó xung xuê không các bạn? Mà giờ sóc nó vô ăn hết, không còn một trái nào luôn, không chừa một trái nào cho mình luôn. Trời ơi, tức quá người ơi, mọi người ơi. Xong rồi chồng mình bỏ cái bẫy sóc ở dưới đây cho, có bỏ trái chuối mà nó ủi sập cái nắp luôn, hình như nó không biết đi vô chỗ nào á. Trời ơi, kiểu này là nó nguôi một đàn sóc nó vô ăn cây táo của mình luôn rồi. Ăn mà không còn một trái nào. Và bây giờ mình phải đi hái cái táo đằng kia. Chứ mình không thể nào cho sóc nó ăn hết của mình được. Mình buồn quá. Nghĩa là cây táo đằng kia là hơn cha thì ngọt rồi. Chắc mình hái được rồi. Thôi mình phải đi hái chứ không. Các bạn còn nhớ cây táo mình lần trước không? Nó xung xuê vậy mà giờ không còn một trái nào. Mới hôm qua còn lủng lẳng. Bây giờ các bạn nhớ cái chùm này ở đây trái xung xuê mà bây giờ nó ăn không còn một trái. Oh my god. Má ơi, mấy con sóc này nó phá mình tức chết mọi người ơi. Nó ăn còn nhem nhem nhở nè mọi người. Đói quá xong nó ăn hết không còn một miếng nào. Oh my god. Bây giờ mình phải đi hái cái táo. Mọi người ăn thấy cái hộp nó nè. Nó ăn nè. Rồi mình phải đi hái cái cây táo đằng kia thôi. Mình không thể nào mà để cho nó ăn hết được nữa hết. Chồng mình kêu đừng hái còn non bẹo mà hái gì, nhưng mà để thì nó sẽ ăn hết mình tức chết. Mình không ăn được cái nào thôi, để mình coi thử coi. Mà ăn thử một trái mà nếu ngọt là mình sẽ hái hết nha mọi người. Ngọt lắm rồi, mình sẽ hái hết xuống hết, không có cho mấy con sóc này ăn nữa. Tức chết. Cái loại hơn đi cha này là nó xăng vậy nè mọi người. Mà nó ngọt ngay à. Cây kia đằng kia mọi người thấy không? Không còn một trái nào, ăn hết không còn một trái nào mọi người. Tức quá. Thôi mình phải hái cây này xuống hết mới được. Xách cái bịch ni lông ra. Mình sẽ hái và bỏ vô đây để dằn ăn. Cái này cũng non nè. Ăn thử miếng nữa nha mọi người. Nếu mà ngọt thì mình hái vô hết. Tức quá. Ngọt hết rồi mọi người. Hái mấy trái bự hái vô hết chứ không thể nào để sóc ăn được. Trời ơi, mình tức quá, nguyên một trái. Nguyên một cái cây mà chịu trái như vậy mình ăn không còn một trái mọi người. Tức quá, mình tức quá. Mình không ngờ luôn mọi người, nó không chừa cho mình một trái nào luôn mọi người, cây đằng kia. Giờ mình phải hái dằn ăn. Lần này là thật sự phải dằn ăn như sóc luôn mọi người.
hái trái còn nhỏ quá cũng đau xót lắm, mà mình không hái thì nó ăn hết cũng vậy thôi. Con sóc mà quỷ quái thiệt cái chứ. Thôi mình hái những trái nào bự nhất ha mọi người. Trái nhỏ nhỏ thôi để lại. Tức chết mọi người ơi, tức chết. Đấy, để em vô ăn luôn. Nguyên một cây táo xum xuê của mình vậy mà ăn không còn một trái. Ăn mà không để lại bất cứ gì luôn, nuốt luôn hộp luôn sao. Có vài ba cái hộp rớt xuống thôi. Để lại mình thăm cây táo hơn cha đằng kia. À, các bạn thấy không? Không còn trái nào. Các bạn nhớ lần trước là trái chủ cà chịu cằn không? Bây giờ không còn trái nào. Tới cây hernia này còn bữa thấy có hai ba trái mà có khi nào nó ăn hết không? Mình không thấy trái nào hết. Đây có một trái đây mình hái luôn. Tức quá mọi người ơi, tức quá mọi người ơi. Hái vô luôn. Không để cho tụi bay ăn trái nào. Cây này được có 4 trái mọi người. Mà ghét quá hái hết luôn. Nó chưa có đủ ngọt, nó chưa đủ chín nhưng mà ngọt rồi, thôi hái luôn. Hái được nhiêu đây mọi người? Cây kia trái cây sugarcane trái bự hơn nhưng mà không ngọt bằng loại cây này. Còn cây này thì không có hái được tại vì cây này trái phải thiệt vàng thì mới ngọt nha bạn mọi người. Thành ra giờ phải chịu thôi. Cây nào mà trái ngọt rồi thì mình hái vô, chứ cây này là cây Sanseli. Trái rất là bự. Nhưng mà chưa đủ ngọt đâu nha cả nhà. Rồi, cho nên cây này thì mình để đây. Không có hái vô được. Thôi giờ chỉ mong năm sau nữa nó ra trái thiệt nhiều, nó ăn không hết thì còn lại mình ăn thôi chứ giờ sao. Còn mấy thì để bỏ bẫy. Chồng mình đã bắt bẫy rồi đó. Bỏ trái chuối trong tay rồi đó. Chè để cho nó chui vô nha mọi người. Ok mọi người. Câu chuyện buồn tới đây chấm dứt. Hẹn mọi người lần sau nhé.